17 nguồn thực phẩm giàu protein tốt nhất cho người ăn chay. Có nhiều mối quan tâm về chế độ ăn chay cũng như các vấn đề về thiếu chất dinh dưỡng, trong đó có protein trong chế độ ăn chay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đồng ý rằng nếu ăn chay được lên kế hoạch tốt thì sẽ cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể nhờ những thực phẩm chay giàu protein. Hãy cùng Lina's Blog điểm qua 17 loại thực phẩm chay giàu protein tuyệt vời cho người ăn chay trong video sau đây nhé. 1. Seitan, thực phẩm chay giàu protein. Seitan là một loại thịt giả làm từ gluten lúa mì. Đồng thời, nó chính là một nguồn protein phổ biến cho nhiều người ăn chay. Nó được làm từ gluten, protein chính trong lúa mì, nên nó không giống như nhiều loại thịt giả khác được làm từ đậu nành. Nó sẽ giống với hình dạng và kết cấu của thịt khi nấu chín. Seitan còn được gọi là thịt lúa mì hoặc gluten lúa mì. Trong 100g seitan chứa khoảng 25g protein. Điều này làm cho nó trở thành nguồn protein thực vật phong phú nhất trong danh sách thực phẩm được lựa chọn cho người ăn chay. Ngoài ra, seitan cũng là một nguồn selen tốt và chứa một lượng nhỏ sắt, canxi và phốt pho. Seitan có thể được bảo quản bằng đông lạnh. Khi chế biến seitan, có thể chiên, xào và thậm chí là nước. Do đó, nó có thể dễ dàng kết hợp trong rất nhiều công thức nấu ăn. Tuy nhiên, nên tránh seitan cho những người mắc bệnh celiac hoặc nhạy cảm với gluten. 2. Đậu phụ, tempeh và edamame. Đậu phụ, tempeh và edamame đều có nguồn gốc từ đậu nành. Đậu nành được coi là một nguồn thực phẩm chay chứa nhiều protein phong phú. Điều này có nghĩa là chúng sẽ cung cấp cho cơ thể tất cả các axit amin thiết yếu. Edamame là đậu hũ non với vị ngọt và hương cỏ. Chúng cần được hấp hoặc luộc trước khi sử dụng và có thể ăn một mình nó hoặc thêm vào súp và salad. Đậu phụ được làm từ sữa đậu nành đông được ép lại với nhau trong một quy trình tương tự như làm phô mai. Còn tempeh được làm bằng cách nấu và lên men nhẹ đậu nành trưởng thành trước khi ép chúng vào một cái khuôn nhỏ. Đậu phụ không có nhiều hương vị nhưng dễ dàng được hấp thụ, còn tempeh có hương vị hạt dẻ đặc trưng. Cả hai loại này đều có thể sử dụng trong một loạt công thức nấu ăn. Cả ba loại đều chứa sắt và canxi và có khoảng 10 đến 19g protein trong 100g ăn được. Edamame rất giàu folate, vitamin K và chất xơ. Tempeh chứa một lượng tốt men vi sinh, vitamin B và khoáng chất như magie và phốt pho. 3. Đậu lăng, thực phẩm chay giàu protein. Với 18g protein cho 240ml đậu lăng nấu chín thì đậu lăng là một nguồn thực phẩm chay giàu protein. Chúng ta có thể sử dụng đậu lăng trong nhiều món ăn khác nhau từ salad tươi cho đến các món súp. Đậu lăng cũng chứa một lượng carbs được tiêu hóa chậm và với 240ml đậu lăng cung cấp khoảng 50% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày. Hơn nữa, loại chất xơ được tìm thấy trong đậu lăng đã được chứng minh là có tác dụng nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt trong ruột kết của cơ thể, đồng thời thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh. Đậu lăng cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, trọng lượng cơ thể dư thừa và một số loại ung thư. Ngoài ra, đậu lăng còn là thực phẩm rất giàu folate, mangan và sắt. Chúng cũng chứa một lượng chất chống oxy hóa tốt và các hợp chất thực vật có lợi ích cho sức khỏe khác. 4. Đậu xanh garbanzo và hầu hết các loại đậu. Đậu xanh, còn được gọi là đậu garbanzo, là một loại cây họ đậu chứa hàm lượng protein cao. Cả đậu và đậu xanh đều chứa khoảng 15g protein với 240ml đậu nấu chín. Chúng cũng là nguồn tuyệt vời của carbs phức hợp, chất xơ, sắt, folate, phốt pho, kali, mangan và một số hợp chất thực vật có lợi. Hơn nữa, một số nghiên cứu đã cho thấy rằng chế độ ăn nhiều đậu có thể làm giảm cholesterol, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, hạ huyết áp và thậm chí giảm mỡ bụng. 5. Men dinh dưỡng. Nấm men dinh dưỡng là chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae bị vô hiệu hóa, được bán thương mại dưới dạng bột màu vàng. Nó có một hương vị như phô mát, vì vậy nó là một thành phần phổ biến trong các món ăn như khoai tây nghiền và đậu phụ xào. Hay men dinh dưỡng cũng có thể được rắc lên trên các món mì ống hoặc thậm chí được thưởng thức như một món ngon trên bỏng ngô. Nguồn protein thực vật hoàn chỉnh của loại men dinh dưỡng này cung cấp cho cơ thể khoảng 14g protein và 7g chất xơ trong 28g men dinh dưỡng ăn được. Ngoài ra, men dinh dưỡng tăng cường cũng là một nguồn tuyệt vời của kẽm, magie, đồng, mangan và tất cả các vitamin B, gồm cả B12. 6. Lúa mì cứng và teff. Lúa mì cứng và teff thuộc loại ngũ cốc cổ. Lúa mì cứng là một loại lúa mì có chứa gluten,
trong khi tép có nguồn gốc từ một loại cỏ. Điều đó có nghĩa nó sẽ không chứa gluten. Lúa mì cứng và tép cung cấp 10 đến 11 gram protein trong 240 ml dung dịch nấu chín. Chính vì thế, đây là loại thực phẩm có hàm lượng cao hơn so với các ngũ cốc khác. Cả hai đều là nguồn tuyệt vời của các chất dinh dưỡng khác, bao gồm carbs phức hợp, chất xơ, sắt, magie, photpho và mangan. Chúng cũng chứa một lượng vitamin B, kẽm và selen tốt. Lúa mì cứng và tép là những lựa chọn thay thế linh hoạt cho các loại ngũ cốc thông thường, chẳng hạn như lúa mì và gạo. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn, từ đồ nướng đến nấu cháo và cơm. 7. Gai dầu, thực phẩm chay giàu protein. Gai dầu xuất phát từ cây cannabis sativa. Nó vốn khét tiếng vì thuộc cùng họ với cây cần sa. Tuy nhiên, trong cây gai dầu chỉ chứa một lượng nhỏ THC, là hợp chất tạo ra các hiệu ứng ma túy giống cần sa. Mặc dù không nổi bật như các loại hạt khác, nhưng trong 28 gram cây gai dầu chứa 10 gram protein hoàn chỉnh, dễ tiêu hóa. Thành phần này có nhiều hơn 50% các loại hạt chia và hạt lanh. Cây gai dầu cũng chứa hàm lượng magie, sắt, canxi, kẽm và selenium tốt. Hơn thế nữa, đây là một nguồn axit béo omega 3 và omega 6 tốt, trong tỷ lệ được coi là tối ưu cho sức khỏe con người. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại chất béo được tìm thấy trong cây gai dầu có thể giúp giảm viêm cũng như làm giảm các triệu chứng của mãn kinh và một số bệnh về da. Cây gai dầu có thể được thêm vào chế độ ăn bằng cách rắc một ít trong sinh tố hoặc món điểm tâm buổi sáng. Nó cũng có thể được sử dụng trong các món salad trộn tự chế hoặc thanh protein. 8. Đậu xanh, thực phẩm chay chứa nhiều protein. Trong 240ml đậu xanh nấu chín có chứa 9g protein. Hơn nữa, khẩu phần đậu xanh có thể cung cấp 25% nhu cầu hàng ngày về chất xơ, vitamin A, C, K, thiamin, folate và mangan. Ngoài ra, đậu xanh cũng là một nguồn thực phẩm tốt cung cấp sắt, magie, photpho, kẽm, đồng và một số vitamin nhóm B. 9. Tảo xoắn. Tảo xoắn là loại thực phẩm được mệnh danh là cường quốc dinh dưỡng. Trong 30ml tảo xoắn cung cấp 8g protein hoàn chỉnh. Ngoài ra, nó còn đáp ứng 22% nhu cầu hàng ngày về sắt, thiamin và 42% nhu cầu về đồng. Hơn nữa, tảo xoắn cũng chứa một lượng magie, riboflavin, mangan, kali và một lượng nhỏ hầu hết các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể, bao gồm các axit béo thiết yếu. Thêm vào đó, có một sắc tố tự nhiên được tìm thấy trong tảo xoắn như phycocyanin, dường như có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư mạnh mẽ. Một số nghiên cứu về mối liên quan giữa việc sử dụng tảo xoắn và sức khỏe cho thấy các lợi ích sức khỏe khác nhau, chẳng hạn như hệ thống miễn dịch mạnh hơn, giảm huyết áp để cải thiện lượng đường và cholesterol trong máu. 10. Rau dền và hạt quinoa. Rau dền và hạt quinoa thường được gọi là ngũ cốc cổ điển hoặc không có gluten, nhưng hai loại này không mọc từ cỏ như các loại ngũ cốc khác. Trong 240ml rau dền và hạt quinoa nấu chín cung cấp 8-9g protein và đây là nguồn protein hoàn chỉnh, rất hiếm trong các loại ngũ cốc và pseudo cereals. Ngoài ra, rau dền và quinoa còn là nguồn cung cấp carbs phức hợp, chất xơ, sắt, mangan, photpho và magie. 11. Bánh mì Ezekiel và các loại bánh mì làm từ hạt nảy mầm. Bánh mì Ezekiel được làm từ sản phẩm hữu cơ như mầm ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Chúng bao gồm lúa mì, kê, lúa mạch, cũng như các loại đậu nành và đậu lăng. Hai lát bánh mì Ezekiel chứa khoảng 8g protein, nhiều hơn so với bánh mì bình thường. Thành phần hạt và rau mầm trong bánh mì sẽ làm tăng lượng chất dinh dưỡng lành mạnh. Các nghiên cứu cho thấy rằng những loại thực phẩm được mọc mầm sẽ làm tăng hàm lượng axit amin, chẳng hạn như trong các loại ngũ cốc và thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đều thiếu axit amin lysine. Vì thế, ứng dụng mọc mầm làm tăng hàm lượng lysine, đồng thời giúp tăng lượng protein tổng thể. Tương tự như vậy, kết hợp các loại ngũ cốc với các loại đậu có thể cải thiện hơn nữa cấu hình axit amin của bánh mì. Ngoài ra, mầm dường như cũng làm tăng hàm lượng chất xơ hòa tan, folate, vitamin C, vitamin E và beta-carotene của bánh mì. Nó còn giúp làm giảm một chút hàm lượng gluten. Như vậy, các loại thực phẩm mọc mầm có thể tăng cường tiêu hóa ở những người nhạy cảm với gluten. 12. Sữa đậu nành. Sữa đậu nành giúp bổ sung vitamin và khoáng chất nên nó có thể là một sản phẩm thay thế tuyệt vời cho sữa bò.
Trong 240ml sữa đậu nành có chứa 7g protein, canxi, vitamin D và vitamin B12. 13. Yến mạch và bột yến mạch. Yến mạch là loại thực phẩm có thể giúp bổ sung protein cho chế độ ăn kiêng. Trong 120ml yến mạch khô cung cấp khoảng 6g protein, 4g chất xơ. Ngoài ra, nó còn cung cấp thêm magie, kẽm, phosphor, folate. Mặc dù yến mạch không được coi là một loại thực phẩm chứa protein hoàn chỉnh, nhưng chúng lại chứa protein chất lượng cao hơn các loại ngũ cốc thông thường như gạo và lúa mì. 14. Gạo thô. Gạo thô chứa lượng protein cao gấp khoảng 1,5 lần so với hạt gạo dài. Nó bao gồm gạo nâu và basmati. Trong 240ml gạo nấu chín sẽ cung cấp 7g protein. Ngoài ra, chúng còn cung cấp thêm chất xơ, mangan, magie, đồng, phosphor và vitamin nhóm B. Không giống như gạo trắng, gạo thô không bị mất đi lớp cám. Điều này là tuyệt vời từ góc độ dinh dưỡng vì cám chứa chất xơ và nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nó lại là mối nguy cơ về arsen có thể tích lũy trong cám của cây lúa được trồng ở các khu vực bị ô nhiễm. Arsen là một nguyên tố vi lượng độc hại, có thể làm phát sinh nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, đặc biệt là khi ăn thường xuyên trong thời gian dài. Để khắc phục tình trạng này, trước khi nấu gạo nên sử dụng nhiều nước để đun sôi. Điều đó có thể giúp làm giảm hàm lượng arsen tới 57%. 15. Hạt chia. Hạt chia có nguồn gốc từ cây Salvia hispanica, được xuất hiện ở Mexico và Guatemala. Trong 35g hạt chia sẽ cung cấp 6g protein, 13g chất xơ. Hơn nữa, loại hạt này còn chứa một lượng sắt, canxi, selen, magie tốt cùng với các axit béo omega 3, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. 16. Các loại hạt, hạt bơ. Các loại hạt, hạt bơ là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Trong 28g hạt có chứa từ 5 đến 7g protein tùy theo giống hạt. Ngoài ra, các loại hạt và hạt bơ cũng là nguồn cung cấp chất xơ và chất béo tốt cho sức khỏe, cùng với một số khoáng chất và vitamin như sắt, canxi, magie, selen, phosphor, vitamin E và một số vitamin nhóm B. Đồng thời, chúng cũng chứa chất chống oxy hóa có lợi. 17. Trái cây và rau quả giàu protein. Tất cả các loại trái cây và rau quả đều có chứa protein, nhưng số lượng thường nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có một số loại chứa nhiều protein hơn. Các loại rau có nhiều protein nhất bao gồm bông cải xanh, rau bina, măng tây, artiso, khoai tây, khoai lang và mầm Brussels. Trên đây là 17 loại thực phẩm chay giàu protein rất tốt cho sức khỏe. Nếu các bạn đang ăn chay, hãy lựa chọn những sản phẩm này để bổ sung protein thực vật nhằm tránh tình trạng thiếu protein xảy ra khi kiêng thịt nhé. Nếu thấy video hữu ích, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!